Vợ mang túi đeo bụng không? A few moments later. Ông kia cắt trộm cành để về ghép hay sao ấy. Chắc là cây đây là cây hoa giấy, là chú ấy nó là loại kiểu chắc là loại xịn xịn ấy. Nên chắc là cắt trộm về ghép. Không có video rồi, thích thì chồng gửi chồng tùng. À bố mày. Vợ lắp con trong đây, ta lắp con ngoài. Vợ cần hai con trong rồi. Đẹp rồi nhá. Ở nhà người ta đang đẹp đấy. Đâu nhờ nguồn của con này đâu nhỉ? Ở trong hộp vẫn chưa lấy ra. Đâu? Trong hộp đấy. Đâu có cần dùng con này không? Có, trong bắn tôn mà. Con này của vợ đó. Mà nó đứng mẹ bên giữa nhà mình là vợ chồng mình đeo đang không mũ. Thôi xuống đấy tí là dắt qua. Nó đứng bên đấy à? Nó đứng ở đây kiểu gì nó chả đứng ở bên đấy. Có. Nếu mà đi mà thấy thì xuống dắt. Hôm trước chồng ở nhà Trình Hiền về cũng gặp đây. Lấy trồng cái hạt sen cô nhỉ? Để trồng đầu từ tính đây. Con đi được rồi. Lấy trồng cái hạt sen cô. Trồng lấy ốc này không? Trồng vít tự khoan đầu to. Và lấy đầu bé này. Đầu bé để bắn gì? Không, bắn cam nó tụt, lấy hết đầu to đi, đừng lấy ấy. Đầu bé quá nó tụt hết. Đầu to ở trong đấy đây. Đâu, nó chỉ có ở cái hộp kia thôi. Hộp mà cũ ấy, cũ nhất đi. Hộp đấy ở đấy mà, hôm qua chồng lấy ở Lam Cường vẫn để đấy mà. Đây, áo của vợ vẫn tuột qua này. Đã vừa cởi rồi đấy. Thấy không? Tí vài con đó thôi, này được gì, lấy gì lắm. Chồng mang hai thanh ghen đấy. Cái này không cần phải đi ghen. Vợ luôn vào cái đấy. Con này bán cho con cũ. Mưa bay nhỏ nhỏ. Hộp ốc của cái con này đâu nhỉ? Hộp của con này đâu nhỉ? Ốc của con này. Không thấy luôn. Mỗi con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây mới có 3 con, trồng chỉ cần một con nữa thôi, còn con ở trong và bắn con ấy được. Và bắn con vàng được. Này, con ốc vàng này. Ờ. Ốc vàng để bắn số đi. Bắn ấy đi. Bắn gọi là cái lắp sắt gì. Ừ đây, trồng tìm được ở trong ấy hôm qua đấy. Tìm ở trong một con ốc vàng nữa là được. Hộp thập cẩm đấy. Hôm nay là chuyên để bán hồng ai. Ừ. Ở trong đấy thì dùng ốc trắng được, bởi ngoài này nó mạ vàng, nó lâu nó lâu thì. Tung cho chồng một cái phích âm ấy đây. Cái phích âm hạt. Phích âm hạt. Chết rồi. Kênh nắp rồi. Thank you.
Ok. Con này bỏ ra bắn hai cái vít rồi đấy. Thôi, cẩn thận rồi. Nó bó rồi. Dê tủ lạnh dê nhẹ nhẹ thôi nhá. Tiến Dũng 123. Không. Con chào chú ạ. Vâng ạ. Bây giờ ạ? Vâng ạ. Vâng ạ. Ở nhà cái nhà ở dưới ngay đây đấy gì chú? Vâng ạ. Cái nhà trong Nam đó kéo bắt được vào máy. À vâng. Vâng ạ. Vâng ạ. Ngoài cửa mố mắt ạ. Vâng ạ, con xong rồi chú ạ. Đã làm thế được đâu? Dạ. Kết nối cam đi. Không bắt được wifi cơ. Không bắt thử chưa? Chưa. Không có đúng đâu. Đây thêm thiết bị vào đây đi. Thôi dòng mày lấy ra đi là làm. Cho vào tài khoản luôn. Đây, đưa để thêm luôn cho. Mở mã QR ở đây để thêm luôn cho chú cho nhanh. Không yếu đâu, qua mỗi cái kính. Xong ở đây là chú về nhà dưới này luôn gì ạ? Vâng, chú về nhà xong con này qua đây con chạy cho chú. Vâng. Bây giờ là chú cứ về nhà không được ạ. Xong bây giờ là con cài xong đây là con chạy về nhà chú. Con cài cho chú xong con cầm máy của chú xuống giữa ông bà. Cài giữa ông bà con lại mang về đây cho chú. Vâng, vâng ạ. Cài cam của ông bà vào máy của chú.
vợ mở 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 mã ra đây xem nào. Mã con cũ chắc nó đang nằm ở trên tài khoản đấy. Được. 89 văn phòng công ty. Nó ở trong tài khoản 89 thì bây giờ phải vào tài khoản của Tiến, phải vào được tài khoản của Tiến Dũng. 6789. Có mật khẩu không đấy? Đó. Con này là 13, mắt to này là 13. Mật khẩu là gì nhỉ? 202020 à? 02 2020. Bỏ anh. Nó còn luôn đi. 3% này này. Qua nhà cài cái này vào máy của chú ấy phát là xong. Ừ, chứ không về luôn. Ơ, cây gen trồng cầm 2 cây mà. Cái quận này để trồng trỏ, cái đấy để trồng trỏ. Ừ. Cất điện thoại đi, cầm cái tay này. Đừng cất đây mà, bỏ xuống đã để trồng cất cái cam. Cầm vào trồng cái này đi. Trồng cất cái cam mà cúp. Thi công xong rồi, lượn rồi.